Trời, tinh thần thể thao của ba cha con này. Ừ. À, hay ha. Dịch mà vẫn còn thể thao chứ. Tới 1 tiếng hồi nữa về thôi. Rồi hít thở, hít thở, hít thở. Hít thở là hít toàn Covid vô. Ừ. Này mấy chỗ này đã đóng cửa trước rồi đó. FM Style đóng cửa trước. Không khéo giờ Hoa Viên vẫn nhiều người đi bộ ấy chứ. Bộ chắc luôn. Ừ, biết rồi. Đây, đi bộ đây. Tinh thần thể dục thể thao cao. Cao đau không cao, cao huyết áp luôn cho xong. Đều bước, hít thở, hít thở, hít thở. Mai mốt hít oxy. Ồ, bên này quán nhậu nên đóng hết này. Nhỏ nhỏ ấy đúng từ lâu bây giờ giờ nó mới đóng mà xưa đêm quán bên này đông nghịch rồi thế qua mình có ô vô bên này mới đông này bánh mì bánh mì à ơi đồ không phải thiết yếu đâu không được mua bánh mì đâu Hà Nội rồi xem bên này đông. Ừ. Thằng áo vàng đó con đi phục á. Ừ. Em thấy quen. Con quen lắm. Một chiến. Con hướng dương nhiều ghê. Ừ, khu vực cách ly luôn á. Chỗ gì mà cách ly rồi? Đó là nhà khách của công an tỉnh. Công an tỉnh á. Chắc là à giờ đi ngang chợ cái số 3 mới thấy nó đông. Giờ thì chắc nó đông chắc luôn. Ơi xe kia bác sĩ lắm. Ai bị rồi. Cái gì đây? Chỗ đông dữ vậy. Quảng trường là quảng trường 10 tháng 3. Này vắng tanh là được. Mà ngoài đường thì đông nghịch. Bây giờ người ta vẫn đi thì nhiều tình báo rồi nhỉ. Bây giờ đang đấu đây mình thấy thì mua như bình thường là bình thường mấy ngày kia mới đông rồi đó. Không dám đi đâu ngày nay là mai ngày nay là phải liều liều để ăn mai mốt chứ cả tháng à, thế em bắt đầu nhận 47k. Bây giờ đây là cái em 10k này. 10k 10k. 10k. Mua được 10k, cái rong bút 30. Khiếp. E leo 1, cái rong bắp 1. Chứ số nó chưa cụ thể đâu. 4 mùa 3. Rong bông coi. Số nó từ sáng, 9 sáng nay mà. Thanh thản.
Vậy thế mình đã đủ gạo ăn chưa? Này, thấy ông kia chở gạo, mình lấy nhớ gạo. Ngày bữa là mình có thiếu đi chợ. Dạ. Chỉ sợ không có tiền thôi chứ mình không đúng sợ rồi. Hết gì hả? Đúng không em? Vâng, sợ gì không sợ, sợ hết tiền. Ừ. Nhưng mà ngày bữa là mình có thiếu đi chợ. Mắc gì mà cứ ào nhau ra ngoài đường cho nó lây dịch. Cứ sợ sợ bảo là chỉ thị xong đóng cửa rồi các kiểu điệu ao ra xong bắt đầu càng sợ đi. Càng dính ấy, càng sợ càng dính đi tập trung cái kiểu này cũng còn ai cũng sợ mà ai cũng đi hết tập trung. Ừ. Mà đã bao nhiêu lần chỉ thị 16 rồi chứ bộ thì cũng phải biết rút kinh nghiệm chứ. Cái này là đường đúng rồi, Ngô Quyền toán đến đó nhỉ. Nãy giờ bị dính một cái là dính miết thôi. Mình đóng kín cửa cho anh. Mình đóng kín cửa. Ông bắt anh xem, không biết anh chỉ tay nữa. Nãy giờ mình đi không thấy công an giao thông nhỉ? Mà mình chơi giờ chúng anh mai đi là có công an liền. Muốn gì mà hỏi công an giao thông đó? Mai đi là có công an liền. Họ bây giờ họ chuẩn bị cơm nước tinh thần, 6 giờ họ ra quân. Ôi trời ơi, rồi bắt đầu vô chợ, vô chợ, vô chợ, vô chợ. Mỗi chỉ thị 16 đây anh, ôi công an, công an, công an. Nè, hải sản vẫn đông nữa chưa? Được. Hải sản. Học tiền mua, có tiền mua rồi. Được, kìa chợ, mới đông nữa. Chợ đông ha. Mình đi vào tâm dịch đấy nha. Vâng, chơi luôn rồi. Mình đã đi vào tâm dịch đây, tâm bảo đây. Tâm dịch. Bắt đầu đi chợ. Trời, một hiếp. Đập dã mà. Không có khoảng cách gì đó. Lấn vô mua đồ thiết yếu. Để cách ly mà. Cách một ly thôi. Như kiến quá. Bình thường đó là đâu có ai làm heo buổi chiều đâu, chỉ làm buổi sáng thôi. Còn bây giờ là ngày hôm nay là làm heo từ sáng đến chiều. Như tổ bán gà rước nhà trước quán mình đó. Làm mỏi luôn. Làm mỏi luôn đúng không? Đồng nghịch. Được, đồng nghịch nổi, đi được luôn. Xe ngựa có ai không đeo khẩu trang mà. Thế là không biết có ai không sợ chết đâu. Chắc không có ai có bán lửa đâu. Đây nè, có cái bà bán hàng không đeo nè, thấy chưa? Liều trời. Ông đang ngồi ngồi hút thuốc kìa. Bán hàng mà không đeo rồi thôi đi. Hại luôn. Chấp nhận đi vô đây là nhích từng tí một. Giống như Tết á. Giống như Tết thật đấy chứ. Tết chiều 30 như Tết thật. Là nó như này đi không nhìn gái đẹp được hay không? Nhìn gái đẹp thì được nữa, nhìn đằng trước này. Căng thẳng nhất là người lái xe.
Đi đâu không hả? Đi cầm máy mà thẳng gì? Trời ơi, đi lái xe mà đi vô đây mà cái kiểu mà để chứ mà mấy người không biết người ta bán được đồ gì cho tôi biết hết á. Trời ơi, tôi lái xe nó thoải mái còn hơn là cái người ngồi bên cạnh nữa. Mà thấy đi vòng vòng ở đây có thấy mua gì đâu nhỉ? Thì mấy mấy người này xe này dừng lại muốn mua chứ vẫn chờ đây. Ở đây cũng có mấy người giống mình với dừng đùa không hết thì đúng không? Đúng rồi. Thôi đoạn của Nguyên nhớ mua mồi nhỏ nha, tí gọi điện qua nhậu sau ha. Giỏi. Ôi, hôm nay vợ con đi mua đồ ăn nhiều quá. Ôi da, ôi da. Hết rồi. Vòng lại này này, xong mình về nhà. Vòng lại Bùng Binh cái số 3 ha, mình về nhà. Xong mình ghé mình hít thở tí nhỉ. Rung muốn ghé hít thở kìa. Chở thẳng bệnh viện lao trung tâm đồ đang. Bây giờ là bệnh viện vùng á. Dạ vô bị vùng không? Xà nữa kìa. Xà gì xà? Không sao đâu, anh Huy chịu mấy. Họ vẫn hít thở bình thường đấy. Dạ, họ vẫn còn tập nè. Chưa sao, chưa tới giờ cấm. Cái gì này, Nguyễn Kim đóng cửa rồi. Hôm bữa lấy ra vô đây mà hết hạn sử dụng. Cái trạng này mà nó không thèm cắt tỉa cây cảnh, nó còn thu hiện thoại nữa. Hiện thoại còn dọn dẹp, nó không dọn dẹp nữa. Ui giờ, chơi tự gà chơi cái hạn gà luôn kìa. Ôi giờ nó bay mất sao ta cái quên đóng thật quên đóng hay là nó quên đóng mẹ ta quên đóng rồi nhưng chơi cái đó chứ chơi thật đấy chứ quên đóng rồi chơi nó rớt xuống rồi chơi. Ủa, có thằng cu nó ngồi kia làm gì đó, hai cu kìa. Chắc đi xin hả? Rồi, xin, tội chưa? Ủa, không đi nữa à? Tối rồi, về thôi. Đi nữa chở nó đi một đường vòng đường vành đai đi. Vành đai đâu có cái gì đâu. Không có. Nhiều cái hay lắm. Lại vô tâm chợ nữa rồi. Lại vô tâm chợ một vòng nữa. Này. Vòng quanh chợ đấy. Chợ.
Tân Phú với Sơn Hòa, không ai đi cũng được. Đứa nó gọi cả mớ đây nè. Đứa nó gọi ở đây nhiều lắm đây nè. Nó nói, ồ, gọi, gọi vô đây tí rồi em gửi vàng ở đây nhiều lắm. Đứa nó gọi ở đây quá trời. Chú đi sống đi. Thằng đó nó hài gớm. Về chương trình này mình đi chưa có đường nào bị phong tỏa nhỉ? Phong tỏa, khúc bên dưới kìa không? Có trên này không có. Bốn lơ dũng mà đi thắng là có không có. Không có kịp á. Mình 4427 đó 14 k gì đó. Buồn buồn thấp lắm á. Nhà người yêu á. Vâng vâng vâng. Vâng vâng vâng. Rồi mà cách này hai điểm nó đi qua châu bên đó. Có không? Có sao không? Rum không có đâu, chắc chắn là không. Cái khu này nè, phải không anh? Khu đó đó. Khi mà cố vô để cỏ nó mọc. Đâu, nó đổi cho người ta xong rồi bị kiện đúng không? Bị lên báo. Người ráp cái tội, mặc đồ dơ dơ là đi suốt ngày tội. Người ráp là mình dậy ngày kiếm 1 triệu thôi nha. Người ráp nó khối là tiền nhiều. Ngày mà nó chạy được 20 cút, cút 50 nghìn, 20 cút là 1 triệu trừ chi phí đi. Chắc còn 700-800 chứ đâu. Ngày 700 không? Tháng không. Hai mấy 30 triệu. Tết nè. Tết chưa? Đó. Mình vô đây Tết hả? Vô. Đang Tết đó. Thế mình vô xin đây, vô đây Tết được không? Chẳng cần xin, đến ngày đó tới người ta bắt Tết hết cho xin. Trạm y tế phường mình có lịch Tết đó, phường Tân Lợi nè. Thế mà Tết lưu động mà. Thì họ đến nơi họ Tết đấy. À được. Họ đến nhà họ Tết đấy. Đến quán một test em thử chứ em không biết. Bữa giờ thì đi đi. Nhường nhau làm gì? Đằng trước cũng nhường á, đằng trước cũng nhường, đằng sau cũng nhường, không biết ông nào nhường luôn. Thì nhá đèn đèn nhưng mới đi đi này. Qua đây nè. Có chạy lấy không? Lấy cái gì? Lấy mấy cái hũ nhựa. Em muốn đi thì em phải nói sớm chứ. Cua thì nói em cua chứ. Không. Giờ em mượn xe em chạy ra cua chứ. Nhưng mà thấy không có người thì xuống mua, còn có người thôi không mua đâu. Đi mua cái cảnh mà nó cũng đi mua buổi chiều rồi, Covid nữa thôi. Rồi đâu gì nè. Đó, đâu ngon không? Đó, mấy cái đó là cần ghế vô. Ghế gì đâu, mua chi cho nhiều. Nó ông còn cho em đi vòng vòng nữa đó, chưa cho về đâu đó. Vòng nữa hả? Cho đấy, nó cơm đi đấy. Điện thoại đi. Mắc cơm chưa? Điện đỡ đi anh. Thì ra vào 4 giờ chiều nay nộp 150 mà. Nộp rồi hả? Cái kia nó phong tỏa rồi. Bảy. Ở bên buôn thôn 7 á. Khá đó. Nó có... Thế chị Viettel nộp giùm cho anh Dũng mà bảo bên chị phong tỏa rồi. Không đi ra được. Ui trọng bà Lan mất tích đâu mẹ. Trọng bà Lan à? Ui trọng bà Lan á. À ông trọng bà Lan hả? Ở nhà đâu rồi? Ở cuối á, in rút á. Chỗ nào cũng đông bây giờ. Nghe 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 nó đâu nghe mấy.
sầu riêng. Đường thấy quen quen rồi không? Đâu? Cái gì quen quen? Tôi đỡ trong không chia tay được với em gì? Biết chia tay được không? Hả? À, không được, bình thường mà. Tôi không chia tay được với em ca, cũng quyết định chia tay với em ca. Quay lại hả? Quay lại rồi hả? Tay rồi. Giữ chia tay không được, chia tay rồi. Mỗi người một tay rồi mà. Thế đâu sao thì tìm này, hai tay mà. Cầm đi bốn tay thì tay kia sao có được. Một tay em đã gần gặp quá mà. Em ca bây giờ là lấy ai, có bồ chưa? Chưa. Xong hết. Trời ơi, Facebook của nhau. Đang năn nỉ rồi quay lại. Anh ghê vậy hả? Còn tụi nghe bán da heo rồi, vô mua 2.000 da heo rồi. Ừ, hợp lý ở nhà, 200.000, 200.000 thì cũng ok. Đi vô đây đi trước là nó ngay xong cấm chợ này. Đâu? Chợ hả? Thì là... Ý là... Phong xã cứ bua đó. Không phải. Nhà con ca là cứ bua mà. Nó là buông thái cứ bua mà chứ đâu phải. Hồi trước mà anh hai lấy là được. Hồi trước nó lấy cái ranh giới này hả? Là nhà anh hai là cứ bua rồi. Qua. Sao lấy ranh giới này được anh? Ranh giới đây bác quyền đó là cứ bua. Trời. Nó nằm ngay đây thì sao nó phản xả được? Sao không được? Đó từ đó vô buôn văn hóa kìa thấy chưa? Ừ. Đó là cứ bua đó. Cái cổng chào hết vô là cứ bua. Đới gọi là này gần đây không ai khác chính là cô bé Cam Orange. Và Cam mới cho ra mắt một MV cực kỳ ấn tượng. Nếu là một người mà yêu thích truyện tranh Nhật Bản thì chắc chắn các bạn sẽ biết đến cụm từ bắt cơm mày đấy. Là dùng để chỉ nấu cơm, đừng bắt cơm khiến cho người ta suy sụp hướng vì những mối tình đơn phương. Gạo trong thùng ấy chứ đâu, trong thùng đó đó. Rồi, người không dám bày tỏ mà chỉ để trong lòng âm thầm. Đó dưới bàn đó. Và ý tưởng này được đưa vào MV mới nhất của Orange có tên Em hát ai nghe. Nếu nấu em hai chiếc cơm nữa nha. Cùng lắng nghe lý do mà cô bé lựa chọn ý tưởng này. Nói cho anh chị luôn ấy. Ờ. Từng đọc được câu chuyện này và muốn làm một sản phẩm từ lâu rồi. Ba chén là vừa, ba chén rưỡi. Cố chấp của một người tự tin. Ở trong đầu luôn nghĩ về câu hỏi em hát ai nghe, nhưng mà vẫn hát nha. Giống như yêu đơn phương một người á, ta luôn đặt ra câu hỏi là liệu họ có yêu ngược lại mình hay không. Thế nhưng dù thế nào mình vẫn đâm đầu vào yêu. Mối tình đơn phương của tôi. Nấu ba chén rưỡi nha. Các anh chị ăn nữa. Cũng sợ hát không ai nghe, nhưng vẫn lì lợm với việc ca hát. Phải nói là một thông điệp rất là giàu ý nghĩa và rất sát gần. Quá vậy bữa anh nói nó lấy gạo vô nó kiểm tra gạo ở chỗ nào? Hát ai nghe của Orange. Ít nhất nó nói hết gạo. Có bông linh can hạt của em nói nó còn ít lắm vô rồi vô kiểm tra lại. Nó vô vậy là nó nghe nói vậy là ngồi ăn là có gạo thôi chứ nó không biết gạo ở chỗ nào luôn. À bông à. Bây giờ nó tháo ra vì sao chỉ thị 16 toàn thành phố thì nó tháo ra đúng rồi. 16 toàn thành phố thì nó tháo. Không cho đi nữa đâu, nó tháo luôn. Ở kia vẫn còn kìa. Còn mà. Là tiếng nữa là cái thằng tụi nó được về. 16 toàn phố. Như thế là sai rồi. Đâu mà còn dây mà. Còn. Đây bên này nè. Chỉ còn một phút, một giây thôi là nó vẫn lây nữa lây. Ừ. Nó có cho vô không cho vô đúng không? Đừng có bắt tanh nữa. Nó vô kìa. Bắt tanh cho nó quay cái đây xem nó.
cái thùng này lại. Nhưng mà em thấy nhiều ghê quá. Chúng ta cũng sẽ làm việc. Xe nó chạy gần cái xe kia. Xe này. Cảm ơn The One Radio đã kết nối như với các bạn thính giả. Cái thằng nó chạy gần cái thằng. Chạy gần cái xe đó. Thằng 51 nó liều, nó dám chạy gần cái xe đó. Bước đi. Thông tin sẽ được cập nhật một cách liên tục. Không cần lo điều gì đang xảy ra khi bạn vô tình bỏ lỡ. Run to be kind. Thời đại hôm nay là ai? Vì khắp thời đại, vì tạo nên thời đại là ai? Cái con nhỏ 25 tuổi mà tình nguyện đi lái xe này, có nhận đấy, nó giỏi hả? Một chuyên gia đầu tư cố vấn startup chết rồi, chở cứu thương rồi. Vậy mà không bị lây thì chắc cũng phải lây chứ. Không, nó là tốt. Thấy như cực béo đó, tội á. Cũng mặt thánh thiện ha. Cũng mặt giống như sản phẩm luôn. Đang hướng sự tập trung mới và công nghệ người tiêu dùng. Trước đó, mặc đồ lam nữa, thấy nhau. CEO là Satya Nadella bằng việc là tập trung vào những mảng cốt lõi ban đầu của họ về công nghệ doanh nghiệp, phần mềm hiệu suất và các công cụ phát triển trong chuyển giao hoạt động kinh doanh và cơ sở khách hàng sang điện toán đám mây. Jack Tupper, phó chủ tịch Microsoft 365 cho biết, tôi rất vui mừng khi thông báo rằng chúng tôi đã mời Manik Gupta làm phó chủ tịch công ty cho nhóm người tiêu dùng Skype and Rugby. Manik sẽ báo cáo trực tiếp cho tôi, đảm nhận vai trò lãnh đạo quản lý chung về chiến lược, tầm nhìn và thực thi người tiêu dùng đầu cuối của chúng tôi. Ông cũng nói thêm, kinh nghiệm của Manik tại một công ty vận chuyển với tư cách là giám đốc sản phẩm tại Google, với tư cách là giám đốc phụ trách Google Maps, và vai trò hiện tại của anh ấy là nhà đầu tư và cố vấn cho các công ty công nghệ đang phát triển cao ở giai đoạn đầu sẽ là vô giá để chúng tôi xây dựng trải nghiệm người tiêu dùng đẳng cấp thế giới trên toàn bộ Microsoft. Dự kiến thì Manik